Đấy, em đây là test thử cái máy Honda Nhật các bạn nhá, Nhật bãi đấy. Đây, đồng hồ đây. Đó, thấy không? 227V. Đó, đây cắm máy mài nhá. Đây, cắm máy mài ở đây. Rồi, nó vẫn bị áp đây, thấy chưa? Đó. Tức là điện áp nó rất ổn định các bạn ạ. Đấy, nó không bị tụt áp, nó rất là êm. Đây, điện áp liên tục ở đoạn này. Đồng hồ xịn nhá, đồng hồ mua gần chục triệu đấy.